Với sản phẩm này thì dành cho những quý khách hàng chúng ta tìm đất để xây nhà trọ này quý vị ơi và xây ở đặc biệt là để mặt tiền kinh doanh với hai lô liền kề và đặc biệt là sở hữu hai mặt tiền trước sau ngang 10 sâu cho 30 hai lô liền kề nha quý vị ơi nếu chúng ta mua lẻ một lô vẫn bán nha quý vị với ngang năm sâu 30 giá của ngày hôm nay chỉ hơn 600 một chút xíu thôi sở hữu hai mặt tiền trước sau và đặc biệt là nằm kế cái trục đường 50m này của BKMX này và trước mắt chúng ta là quốc lộ 14 rồi và khi trục đường D1 này thông ạ thì đây sẽ là một cái ngã tư cực lớn và đất chúng ta nằm kế những dãy nhà phố thương mại của BKMX. Đây. Từ vị trí trọng thơ đang đứng, chúng ta chạy vào 40 m là tới hai lô liền kề vị trí của chúng ta. Hai mặt tiền như sau nha, mặt tiền đằng trước là mặt tiền nhựa của BKMX đây ạ. Mặt tiền đằng sau là mặt tiền bê tông của dân ạ. Mặt tiền bê tông 6 m. Những căn nhà này là mặt tiền bê tông hết nha quý vị ơi. Đó, và hiện tại điện đã có này. Đó, những cột điện đã có này, trung thế, hạ thế đều có cả. Rồi đường này chúng ta chạy thẳng chúng ta ra trung tâm thương mại à, tại vòng xoay đường Hồ Chí Minh. Đặc biệt hơn nữa, hướng này chúng ta chạy ra chợ Minh Thành. Ra chợ Minh Thành, ra ủy ban nhân dân phường Minh Thành cũng chỉ 3 đến 400 m. Đó, di chuyển ra khu công nghiệp cũng chỉ 300 311 ha ta, cũng chỉ 400 m. Quan tâm tới bất động sản này khi giá chỉ hơn 600 triệu nha. Liên hệ ngay trọng thơ qua số điện thoại trọng thơ để mình hiểu luận. Hẹn gặp lại quý hàng tại BKM Trần Thành Bình Phước, gặp trọng thơ tư vấn và chúng ta xem đất và ưng ý thì chúng ta chốt nha.